Kính chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 1 thân mến. Hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau chữa quyển bài tập hàng ngày tiếng Việt 1 tập 2 của cuốn sách Cánh Diều. Trong video ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em thực hiện bài 127 Vần oang và vần oác. Trước tiên, cô và các em sẽ thực hiện phần một la mã, luyện đọc. Phần này sẽ có hai yêu cầu các em cần thực hiện như sau. Đầu tiên, các em sẽ đọc các từ ngữ, câu văn và đoạn văn có chứa vần oang và vần oác. Sau đó, dựa vào nội dung của bài đọc ở phía bên dưới, các em sẽ thực hiện hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, chiếc áo choàng của Linh màu gì? Và câu hỏi thứ hai, đó là Linh mặc chiếc áo choàng đi khoe với ai? Trước tiên, cô sẽ hướng dẫn các em đọc mẫu các từ ngữ, câu văn và đoạn văn có chứa vần oang và vần oác như sau. O a ngờ oang, oang. A o ao sắc áo, chờ oang choang huyền choàng, áo choàng. Hờ oang hoang huyền hoàng, đờ e đê sắc đế, hoàng đế. Nờ ước nước sắc nước, khờ oang khoang sắc khoáng, nước khoáng. O a cờ oác, oác. R ếch rách sắc rách, tờ oác toác nặng toạc, rách toạc. A o ao sắc áo, khờ oác khoác sắc khoác, áo khoác. Khờ oác khoác sắc khoác, lờ át lác sắc lác, khoác lác. Tiếp theo, cô sẽ đọc hai câu văn có chứa vần oang và vần oác như sau. Câu văn thứ nhất, An được mẹ mua cho một chiếc áo choàng mới rất đẹp. Trong câu này thì sẽ có tiếng choàng chứa vần oang. Câu văn thứ hai như sau, chiếc áo khoác cũ của bố đã bạc màu theo thời gian. Trong câu này các em sẽ thấy tiếng khoác thì sẽ chứa vần oác. Tiếp theo, các em sẽ quan sát đoạn văn có vần oang và vần oác như sau. Tết sắp đến, Linh được mẹ mua cho chiếc áo choàng mới màu đỏ rất đẹp. Linh khoác áo và chạy đi khoe ngay với bà. Bà khen Linh trông xinh đẹp như một nàng công chúa trong bộ áo choàng mới. Đây là một đoạn văn mà cô vừa đọc cho các em có chứa vần oang và vần oác. Trong đó thì các em sẽ thấy tiếng choàng sẽ chứa vần oang, tiếng khoác chứa vần oác. Và ở câu văn cuối cùng thì cũng có tiếng choàng chứa vần oang. Tiếp theo, dựa vào nội dung của bài đọc, các em sẽ thực hiện hai câu hỏi như sau. Câu hỏi thứ nhất, chiếc áo choàng của Linh màu gì? Với câu hỏi thứ nhất này, các em sẽ dựa vào câu văn thứ nhất của bài đọc. Đó là, Tết sắp đến, Linh được mẹ mua cho chiếc áo choàng mới màu đỏ rất đẹp. Vậy thì, chiếc áo choàng của Linh màu đỏ. Đây là đáp án cho câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi số 2, Linh mặc chiếc áo choàng đi khoe với ai? Với câu hỏi số 2 này thì các em sẽ quan sát câu văn thứ 2 của bài đọc như sau. Linh khoác áo và chạy đi khoe ngay với bà. Vậy thì đáp án cho câu hỏi thứ 2 đó là Linh mặc chiếc áo choàng đi khoe với bà. Như vậy thì cô đã vừa hướng dẫn các em đọc mẫu cũng như thực hiện xong các câu hỏi thì các em sẽ lưu ý đáp án của các câu hỏi này giúp cô. Ngoài ra thì với phần đọc các em sẽ chú ý đọc to, rõ ràng, trôi chảy và chú ý phát âm đúng các em nhé. Tiếp theo, cô và các em sẽ chuyển sang bài tập phần 2 la mã, luyện viết. Yêu cầu của bài tập này như sau. Trước tiên, các em sẽ viết vào trong vở bài tập vần oang và vần oác. Sau đó, các em sẽ viết một từ ngữ có chứa vần oác, đó là từ khoác áo. Và sau khi viết xong từ ngữ thì các em sẽ viết một câu văn có chứa vần oang, đó là câu hoa mở toang cánh cửa sổ. Các em sẽ viết vào phần ô trống phía dưới của vở bài tập. Khi viết thì các em sẽ viết đúng điểm đặt bút mà cô đã đánh dấu và viết thật nắn nót, cẩn thận, sạch đẹp, đúng chính tả, đúng cỡ chữ các em nhé. Tiếp theo, cô và các em sẽ chuyển sang phần ba la mã, bài tập. Bài tập số 1, nối hình với chữ tương ứng theo mẫu sau. Với bài số 1 này thì các em sẽ thực hiện theo mẫu. Ví dụ, từ xoạc chân thì các em sẽ nối với hình ảnh một người vũ công đang nhảy múa và thực hiện động tác xoạc chân. Tương tự như vậy thì ở các từ tiếp theo các em cũng sẽ nối với các hình ảnh tương ứng với nội dung của hình ảnh đó. Vậy thì các em quan sát từ thứ 2, khoác ba lô. Các em thấy có một hình ảnh đầu tiên là bạn nhỏ đang khoác chiếc
ba lô ở trên vai. Vậy thì các em sẽ nối từ này với hình ảnh đầu tiên. Từ thứ ba, nứt toác. Với từ này các em sẽ nối với hình thứ tư ở phía bên tay phải của buổi bài tập. Đó là hình ảnh một quả dưa đã bị chín và nứt toác ra. Từ tiếp theo, mở toang. Thì các em sẽ nối từ này với hình ảnh một cánh cửa sổ đang mở toang ra. Và từ cuối cùng, nổ đùng đoàng. Thì các em sẽ nối với hình ảnh quả pháo. Quả pháo khi mà được đốt thì sẽ có tiếng nổ đùng đoàng. Tiếp theo, các em quan sát bài tập số 2. Em hãy đánh dấu X vào ô thích hợp. Các em quan sát ở cột thứ nhất sẽ gồm các từ ngữ có chứa vần oang hoặc vần oác. Và tương ứng thì các em sẽ đánh dấu X vào các cột, đó là cột từ chứa vần oang hoặc cột từ chứa vần oác. Vậy thì các em sẽ quan sát các từ như sau. Trước hết, từ hoang phế thì các em thấy trong từ này tiếng hoang sẽ chứa vần oang. Vậy các em sẽ đánh dấu X vào cột từ chứa vần oang. Từ thứ hai, khoác áo. Các em thấy tiếng khoác thì có chứa vần oác. Vậy các em sẽ đánh dấu X vào cột từ chứa vần oác. Từ thứ ba, choáng váng. Các em thấy tiếng choáng sẽ chứa vần oang. Vậy các em sẽ đánh dấu X vào cột từ chứa vần oang. Từ thứ tư, loang lổ. Thì các em thấy có tiếng loang chứa vần oang. Vậy các em sẽ đánh dấu vào cột từ chứa vần oang. Và từ cuối cùng, rỗng hoác. Thì các em thấy có tiếng hoác chứa vần oác. Các em sẽ đánh dấu vào cột từ chứa vần oác. Tiếp theo, các em quan sát bài tập số 3. Em hãy đặt một câu với những từ sau đây. A. Khoang tàu. B. Áo khoác. Với bài tập này thì các em sẽ dựa vào các từ ngữ cho trước để có thể đặt được một câu có nghĩa hoàn chỉnh. Cô sẽ gợi ý cho các em hai câu mà cô đặt với những từ này như sau. Câu A. Với từ khoang tàu, cô sẽ có câu: khoang tàu của bác Sáu rất rộng rãi. Tiếp theo, với câu B, từ áo khoác thì cô sẽ đặt được một câu như sau: trời vào thu, em ra ngoài phải nhớ mang áo khoác. Như vậy, cô đã vừa hướng dẫn các em thực hiện xong các câu hỏi và bài tập của bài số 127, vần oang và vần oác. Ở các video tiếp theo, cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em thực hiện các câu hỏi và bài tập trong cuốn bài tập hàng ngày tiếng Việt 1 tập 2 của cuốn sách Cánh Diều. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video lần sau.